Ơi, anh dậy rồi đấy à? Sao lại ở trong nhà của tôi? Tôi đến để canh xem khi nào anh lên thiên đàng, còn ghi lại giờ giấc, năm sau cúng dỗ cho đúng giờ ấy mà. Anh nói điên nói khùng cái gì vậy? Tôi đùa đấy, tôi đến đây để chăm sóc cho anh đấy. Tối qua anh ngủ đây đó hả? Ồ, thế chả nhẽ tôi ngủ ngoài à? Phải ngủ cùng anh thì mới chăm lo được cho anh chứ. Đúng không nào? Hả? Anh mặc cả đồ ngủ của tôi đó hả? Ờ. Cái gì vậy trời? Cả quần lót của tôi nữa. Ờ. Ai là mặc quần lót của người khác chứ? Cởi ra mau. Cởi chứ cởi. Ê, à, khỏi cởi, khỏi cởi. Anh mặc về nhà đi, mặc luôn đi, khỏi trả. Anh được thật đấy à? Anh cho tôi thật đấy à? Ok ok. Coi như là trả công đêm qua chăm sóc người ốm bằng một chiếc quần lót đồ hiệu. Tính ra ấy, thì cũng lời chứ. Mà này, anh mau đi tắm đi. Tôi làm trứng ốp la rồi chúng ta cùng ăn sáng. Rồi sau đó anh cho tôi đi kén tòa soạn nhé. Ok. Anh mặc đồ hiệu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài thật đấy à? Này, quần lót anh cho tôi ấy, cũng là quần lót hiệu đấy à? Made in America. Ôi, đây là lần đầu tiên tôi được mặc quần lót hiệu đấy. Thảm nào cái cảm giác nó khác hẳn. Quần lót gì mà thoải mái, mặc như không mặc. Thích thật đấy. Anh cho tôi thêm một quần lót nữa được không? Sao anh cứ quần lót suốt vậy hả? Tôi cấm anh. Từ bây giờ đừng bao giờ nhắc tới quần lót trong mặt tôi nữa. Và anh cũng thôi ngay cái bộ dạng điên khùng đó đi. Này, ấy ấy được không? Anh buông tay tôi ra. Dù sao thì đêm qua hai chúng ta cũng đang ngủ với nhau. Giờ anh xua đuổi tôi thế à? Sao anh nợ đối xử với tôi như thế? Anh định quất ngựa chi phòng nè. Anh đang làm nhảm cái gì vậy? Sau đêm qua, tình cảm giữa tôi với anh đã bước sang một trang mới. Tôi ôm anh một cái nhé. Bỏ ra, bỏ ra. Mùi gì thơm nhỉ? Anh xịt nước hoa hiệu gì đấy? Xịt cho tôi phát được không? Tránh xa tôi ra, cái sao tôi bị lắm đấy.